Nội dung
có thì tiểu sư cô nương sẽ dành cho chị đại con sao này 30 lượng. Hả? 30 lượng à? 30 lượng đấy. Người có tiền thật 30 lượng để mua váy một đêm, ta nhường cho người đấy. Đó. Như Tây hả anh? Đây ngày nào em cứ 1 năm 3 lần đi qua Thái Nguyên về đó cả. Vâng. Mấy anh nào mà phà đi? Ai muốn đâu? mười sáu nghìn một ngày, 8.000 một bữa.
đoàn kia 8 giờ nó đã chờ phà. Đấy, nó nhổ rồi mà. Chạy tít tắp để nó đưa. 5 tiếng. Nó dí thúc tay ở răng một tí. Nhắc của Nga mà. Chạy sớm ấy mà 5 tiếng mà nó đi đến Tân Châu. Răng nó mọc chìa ra ngoài. Kiểu đấy nó phải hạ răng. Phóng viên thì đi làm lấy tư liệu thôi, em biết rồi. Đấy là em lấy giá chỉ bằng giá dân ở đây ấy.